em xin chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bá Cứng. Thì tiếp tục là em sẽ giới thiệu cho tất cả các chị yêu về dòng sản phẩm là cái này là tẩy da chết bò Thái Lan nha mọi người. Cái dòng sản phẩm này rất là hot luôn, và khi mà mấy chị sử dụng cái dòng sản phẩm tẩy da chết bò Thái Lan này á, cái mùi nó cực kỳ thơm, mùi sữa bò cũng như là cái tinh chất của nó là mọi người có thể là sử dụng cho cả body và mặt luôn, đều có thể là sử dụng rất là ok và không hề gây một kích ứng nào da cho da hết. Thì đây là dòng sản phẩm hồi giờ là em thấy là sử dụng cho body và mặt là ok nhất luôn nha mọi người. Hầu như là những cái dòng sản phẩm sử dụng cho body thì rất là khó để sử dụng cho mặt. Nhưng riêng về dòng sản phẩm tẩy da chết con bò của Thái Lan này thì có thể là sử dụng cho da mặt và body luôn. Sẽ giúp cho da của mình được trắng sáng nè, mờ đi những vết thâm nè. Đặc biệt là giúp cho lỗ chân lông của mình được thông thoáng, và khi mà mấy chị mà đánh kem lên nó sẽ rất là dễ ăn kem nhanh hơn, cũng như là da của mình được trắng sáng hơn, mịn hơn, mềm hơn, cũng như là lấy đi những cái tế bào chết cho da xong xuôi chai lì đó, thì nó sẽ đem lại một cái làn da trắng sáng hơn bao giờ hết. Thì dòng sản phẩm này được chiết xuất từ dâu tây và sữa bò, cũng như là những cái thành phần nó sẽ có ghi hết trên đầy đủ trên cái bao bì như thế này. Và đây là dòng sản phẩm với cái dung tích là 320ml, thì mọi người có thể là sử dụng trong vòng mấy tháng mới hết nha. Mỗi tuần chỉ cần tẩy da chết 1-2 lần sẽ có một làn da trắng sáng và khỏe hơn bao giờ hết. Thì đây là dòng sản phẩm Kedidoy White Mucin. Thì đây là dòng sản phẩm cho em ấy. Thì mỗi tuần mấy chị chỉ cần tẩy da chết từ 1-2 lần sẽ có một làn da rất là trắng luôn nha mọi người. Thì dòng sản phẩm này á, mấy chị chỉ cần là tẩy da chết từ 1-2 lần trên một tuần. Và đặc biệt là mọi người có thể là đánh kem sau khi mà tẩy da chết sẽ có cái hiệu quả rất là tốt cho da, cũng như là giúp cho da được sáng, khỏe và đẹp hơn rất là nhiều. Chị nào mà muốn mua dòng sản phẩm tẩy da chết con bò của Thái Lan này thì nhanh tay liên hệ sớm cho em qua số hotline là 0355 838057, hoặc là qua cái số điện thoại Zalo bên em là 0933 766 739, hoặc là qua số điện thoại thứ hai là 0773339279 là được đặt hàng. Luôn luôn cung cấp cái dòng sản phẩm chính hãng giá rẻ nhất, tốt nhất thị trường, và đảm bảo là hàng chuẩn chính hãng 100% cho tất cả khách hàng yêu quý của em nha. Thì chị nào mà muốn mua hàng để về bỏ xỉ lại, hoặc là mua về để mình sử dụng cái giá rẻ nhất, tốt nhất và đảm bảo cho tất cả các chị em là hàng chính hãng ấy, thì mọi người có thể là inbox cho em để nhập hàng về bán lại, bỏ xỉ lại cái giá tốt cho người ta, cũng như là mình sẽ được khách hàng được tin tưởng hơn, hoặc là mình mua về sử dụng để được làm đẹp hơn và tránh tình trạng là mua nhầm trúng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên thị trường rất là nhiều đó mọi người. Cực kỳ cẩn thận để giúp làn da của mình đẹp hơn, khỏe hơn, cũng như là làn da của mình được trắng sáng và mịn màng hơn nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem video bên em, và chị nào muốn đặt hàng thì hãy liên hệ sớm cho em nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người, chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn thành công nha. Bye bye.